Hello, xin chào toàn thể tất cả các anh chị. Hôm nay em lại làm thêm một chiếc xe nữa, đó là Kia Pride bản số 68. Xe này thì đã được chủ nhà là dọn dẹp xe rất là sạch sẽ rồi ạ. Đây là em sẽ đi sơ qua cái đồng sơn của nó cho tất cả các anh chị xem ạ. Cái này được cái bốn cái chiếc vỏ nó còn mới nha. Bốn cái chiếc vỏ của nó còn được phải cỡ tầm 90% á. Xe rất đẹp nha. Đó. Sơn này thì được chủ nhà đã sơn lại rồi ạ. Nhìn cái xe nó rất là gọn gàng. Cái xe này anh chị mua về có thể tập chạy, tập lái, chở gia đình đi ok nha. Động cơ là 1.3 nha, chạy mạnh mẽ nha. Nó cũng không hao xăng mấy đâu ạ. Cái này tích hợp vào trường lái. À, rồi em sẽ đi sâu vào trong cái phần nội thất cho anh chị xem ạ. À, nội thất nó thì cũng đã được chủ nhà bọc cho một bộ ghế mới rồi. Đây, vô lăng tích hợp thể thao nha. Nhìn rất là dễ thương. Đây là táp lô bàn thờ nè. Cũng còn được mới lắm ạ. Lót sàn. Tại xe này em cũng mới lấy về cho nên là chưa có rửa xe gì hết. Tắp ly xe của theo nó nha các anh, tất cả các anh chị. Đó, tắp ly xe là rất rất đẹp ạ. Cái này giờ anh chị mua về là chỉ có chạy thôi nha, không làm gì hết nhé. Có màn hình mới mà chưa lắp. À, đây là anh Pháp đã trang bị thêm một cái màn hình xe nữa rồi. Tại vì xe này mới lấy về hôm qua cho Cái nên này chưa nó có ráp. có, đây là có màn hình Đó. à, Ok. bình nè, thiết Rồi bị đo bình nè, đo bình nhiệt nước nóng có đây đầy đủ là không? có thêm một cái chế độ là đo bình nha, đo bình rồi đo nhiệt của xe nha. Đây là có một cái màn hình nữa nè, tích hợp với cam gia rồi đầy đủ nhưng mà chưa có ráp nha. Xíu nữa bên em sẽ cho ráp cái màn hình này vô. Xe này thì rất đẹp ạ. À, nội thất ở trong cũng đẹp lắm. Đối với cái đời xe đời này thì xe này là gọi là quá hoàn hảo rồi, không có gì có điểm nào mà có thể chê. Đây nội thất của nó ạ. Đó, vỏ si cu lốp đầy đủ nha. Đây là chân nỉ rim theo xe Kia Pride ạ. Xe này đời 97. Ai mua thì liên hệ với em bán giá là 40 triệu ạ. Bốn vỏ cũng còn mới nha các anh chị. Với cái số tiền này thì anh chị cũng có thể là mua cái xe này về tập chạy nè, hay là đưa vô trường lái rất là hợp nha. Để chở gia đình con cái đi học, máy lạnh thì lạnh buốt luôn. Xíu em sẽ vô nội thất em mở máy lên cho anh chị coi. Riêng hàng Kia Pride này thì cái chất xe nó thì cũng lâu rồi nhưng mà được cái là hàng Kia chất xe nó rất là bền. Giờ em quay thêm cái phần gầm để cho anh chị coi nha anh chị. Dạ đây ạ. Được chủ nhà dán thêm cái bộ tem rất là dễ thương. Đó, đó là tổng thể cái con xe ạ. Đó. Các anh chị nào mua thì liên hệ với em nha để được sở hữu em nó nha. Đây nè, gầm bệ nè. Đó, gầm bệ cái con này nha. Đây là đè của nó là không có một tí nào nha. Xe này nói chung là còn tương đối lắm, chạy không sàn lắc nha. Rồi em sẽ mở khoang máy lên cho anh chị xem thử động cơ nha. Riêng mà cái này mà đi xa, nếu mà cái chiếc xe này mà đi xa em bao mấy anh chị đi xe luôn nha. Máy móc thì ổn định lắm. Tại vì xe này em cũng bán cho mấy anh em tập chạy rất là nhiều, em bán được nhiều chiếc lắm rồi. Người ta ưng mấy chiếc này ạ. Thứ nhất là nó vừa túi tiền và thứ hai là nó cái giá thành nó cũng rẻ để cho anh chị tập xe. Nhưng mà cái chủ nhà này thì nó cũng chăm xe nè, cái xe đời này mà nó chăm nó bọc thêm ghế mới nè, đó thấy không? Ghế kiểu thể thao tích hợp rất là đẹp ạ. Máy móc thì rất nhẹ nhàng. Đèn còi thì đầy đủ nha các anh chị. Để em mở cái phần capo lên cho anh chị xem. Máy nổ cực êm nha. Cái này là giờ anh chị mua về chỉ việc chạy thôi chứ không phải làm thêm bất cứ một cái gì nha. Bốn vỏ thì còn được 90% nha. Vỏ mới không phải thay gì hết nha. Mua về là chạy thôi ạ. Ai mua thì liên hệ với em qua số điện thoại 0961
408726. Đây ạ. Đây là khoang máy của nó nè anh chị. Đó, em có thể là máy đang nổ máy, em quay xét lại cho anh chị xem nha. Máy nổ rất êm nha, không vấn đề nha. Cái này giờ anh chị mua về là chạy thôi. Tập chạy tập lái ok hết. Cái này thì cái cổ lái nó chưa có trợ lực nha. Nó là trợ lực cơ. Ngồi một chỗ mà quay thì nó hơi nặng, nhưng mà khi mà anh chị chạy á thì nó cũng nhẹ lắm ạ. Đó, đây là tổng thể chiếc xe đó ạ. Giờ ai mua thì liên hệ với em qua số điện thoại 0961 408 726. Rồi em xin chào tất cả các anh chị và chúc các anh chị có một buổi chiều thật là vui vẻ. Mà mặc dù trời thì rất nắng, nhưng mà Trần Anh thì cũng đã đứng ở nắng đây nè, quay một cái clip này để cho tất cả các anh chị biết về cái chiếc xe này ạ. Rồi em xin chào các anh chị ạ.